chị cũng đeo khẩu trang, tính lây hết bệnh cho mọi người trong phòng đấy hả? Nhưng mà tôi cũng muốn rồi, bỏ hết xì mà. Đeo khẩu trang luôn, không khỏi. Đến từ trẻ cũng một ấy. Nó không tin về sự thật, tại sao ăn đem bê của tôi lại tin về sự thật từ đây? Ok, coi như là trả công liên quan chăm sóc người ốm bằng một chiếc quần lót hàng hiệu. Tính ra thì cũng lời chứ. Em ở đây.